Hello, xin chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyệt, nhân viên của Hợp tác xã DAO PHÚC SEN. Nói đến Hợp tác xã DAO PHÚC SEN thì ắt hẳn là nhiều anh chị nào mình theo dõi lâu kênh của bên em thì mọi người đều đã biết rồi. Thì Hợp tác xã DAO PHÚC SEN là một đơn vị rèn dao thủ công nổi tiếng, chuyên sản xuất các loại dao bếp, dao đi rừng và nông cụ. Hôm nay thì em Nguyệt sẽ giới thiệu đến các anh chị mình một bộ 4 món ngon bổ rẻ luôn. Đấy, mà đầy đủ các chức năng luôn, mình có thể là sử dụng trong gia đình cũng như là mình sử dụng trong nhà hàng đều được mọi người nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu dao chật xương có mã là G06TDD. Đấy, một cái mẫu dao bản truyền thống nhưng nó sẽ là kiểu cách điệu đi một chút, là sẽ có hoa văn một mặt. Đây, sẽ có hoa văn một mặt ở trên cái phần lưỡi dao này, và một mặt nó sẽ là bản trơn như thế này ạ. Đó, thì cái bộ này thì tất cả đều là một mặt nhá. Và em sẽ giới thiệu kỹ hơn một chút này. Con này thì đang có giá là 379.000. Ở đây thì chất liệu thì sẽ là thép nhíp xe ô tô Nga đập rèn thủ công. Đó, nên là rất là sắc bén, nên mọi người có thể yên tâm mình sử dụng này. Ngoài ra thì cái phần cán này thì sẽ là cán gỗ cẩm chỉ nhá. Cán gỗ cẩm chỉ và khâu và chốt ở đây là đồng thau. Đấy, gỗ cẩm chỉ thì mọi người biết rồi đấy, nó là một cái dòng gỗ dai bền, nó không thấm nước, đặc biệt là không lo bị mối mọt gì đâu. Nên là khi mà mình sử dụng thì có một cái cán chắc chắn như thế, mình cảm thấy an toàn hơn, yên tâm hơn, đúng không ạ? Còn khâu với chốt đồng thau này, đồng thau nó là đây là đồng ống nhá. Đấy, nó rất là chắc chắn rồi nên mọi người có thể yên tâm này. Con này thì nó sẽ có nặng khoảng 8 đến 900g, sẽ chuyên để chặt xương nha. Đấy, nó sẽ là cái bản truyền thống và có dập hoa văn như thế này, có đục lỗ luôn. Vì là mọi người muốn là em lên cho mọi người cái bản mà có đục lỗ luôn để mình dùng xong mình có thể treo lên cho nó gọn, nên hôm nay em lựa chọn cái ken này. Đấy, đây ạ. Sống dao dày 4 ly này, nặng 8 đến 900g. Đấy, hoa văn một mặt và một mặt là bản trơn. Cái bản rộng ở đây nó sẽ rơi vào 10cm. Cái lưỡi, phần lưỡi này nó sẽ rơi vào khoảng 22 nhé mọi người, 22 này. Đấy, cầm nắm rất là đầm và chắc tay luôn. Con này thì mình sẽ chuyên để chặt các loại xương to này, xương ống, chân giò này, rồi đầu thủ các thứ. Mọi người có thể chặt được những cái loại xương ống, xương to ấy. Đấy, không lo là bị mẻ hay là bị răm đâu, mà cái độ nặng nó vừa phải, chặt nó rất là đầm tay luôn. Đó, thì cây này có mã là G06TDD, đang có giá là 379.000. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mọi người, đấy là một cái mẫu dao chặt gà. Đó, mẫu dao chặt gà. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến mọi người cái mẫu chặt gà này. Có mã là N09TDD, đang có giá là 359.000. Đây là một cái mẫu dao chặt gà mà mọi người rất là yêu thích. Và cái bản nó là bản nó hơi vát một chút ở cái phần mũi này. Đấy, nó sẽ hơi vát một chút như thế này. Đấy, một mặt hoa văn này. Đấy, một mặt hoa văn và một mặt là bản trơn nhá. Cán là cán gỗ cẩm chỉ luôn. Đấy, gỗ cẩm chỉ thì lên vân bao giờ cũng thế, nó lên vân rất là đều và đẹp luôn. Đó, khâu và chốt đồng thau này. Đó, cán này. Đấy ạ. Đấy, lên vân mỗi cây thì nói chung là cái này thì gỗ tự nhiên rồi nên mỗi cây nó sẽ lên một vân khác nhau nha. Về phần lưỡi thì cây này cũng rơi vào 22cm, bản rộng ở đây nó sẽ rơi vào khoảng đây nó cũng gần bằng con chặt xương này. Đấy, nó sẽ rơi vào khoảng 9,5 thôi. Nó bản nó sẽ hơi vát và cũng sẽ có hoa văn một mặt đây. Sẽ có dập chìm chữ HTX DAO PHÚC SEN và có tem chống hàng giả ở đây. Mọi người có thể là mọi người dùng Zalo hoặc là iCheck để mọi người check nha. Em này thì đang có giá là 379.000. Mình sẽ chuyên để chặt gà vịt, chặt sườn. Đấy, sườn nhỏ nhá. Còn nếu mà chặt xương to thì mọi người sử dụng cây chặt xương cho em ạ. Bởi vì là cái dòng chặt gà này thì nó chỉ dưới 3 ly thôi. Mình sẽ chuyên để chặt gà vịt và chặt sườn thôi. Còn nếu mà mình chặt xương thì có thể là 1-2 lần đầu mình chặt sẽ không sao, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ có cái hiện tượng nứt lưỡi. Nên là mọi người lưu ý giúp em nhá. Mình dùng đúng chức năng giúp em. Đấy, chỉ cần mọi người dùng đúng chức năng thì dao mà nó gặp vấn đề gì thì bên em cũng đều có bảo hành cho mọi người, nên mọi người có thể yên tâm nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mọi người, đấy là một cái mẫu dao thái này. Dao thái thì em có cái bản, đây là bản truyền thống nhá, có chiều dài lưỡi là 22cm, bản rộng ở đây nó sẽ rơi vào khoảng 7,5, dày sống dao là 1,5 ly ạ. Đấy, cán là cán gỗ cẩm chỉ luôn. Về cái chiều dài của cái cán này thì nó sẽ rơi vào khoảng 12,5 nhá, 12,5 này. Đó, khâu và chốt đồng thau nha. Con này thì mình sẽ chuyên để mình thái này. Đó, chuyên để mình thái này. Và mình có thể là mình gọt rau củ đều được nhá. Và có nhiều anh chị cũng thắc mắc hỏi về em là khi mà mình sử dụng lâu dài thì cái phần hoa văn này nó có bị mài mòn đi không? Thì cái này thì không hẳn đâu mọi người ạ. Tại vì là mình cái phần mình tiếp xúc là nó ở mài này, kể cả mình có trà hay là mình ấy thì nó cũng sẽ không hết đâu. Mà cái này, cái hoa văn này nó có một cái đặc điểm là nó đẹp này. Xong rồi khi mà mình chặt thái thì nó sẽ hạn chế bám dính thức ăn lên cái phần lưỡi dao, nên là mọi người có thể yên tâm nhá. Chứ không phải là mình sử dụng về lâu về dài thì nó sẽ bị mòn đi đâu ạ. Đó, tiếp theo thì em sẽ lên cho mọi người một cái mẫu dao lọc nha. Một cái mẫu dao lọc mà bầu lọc mà em thấy là mọi người rất là thích và cũng rất là chuộng cái bản này. Đó, đó chính là cái mẫu dao bầu lọc có mã là G09TDD đang có giá là 279.000. Em này thì sẽ có chiều dài lưỡi là 20cm, bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 6,5 thôi. Một cái dòng chuyên thái này, thái lọc này, đấy chủ yếu là lọc nhưng mình có thể thái luôn. Nói chung thì dao bầu lọc thì em thấy là nếu mà mọi người mà muốn là vừa thái vừa lọc thì mọi người nên chọn một cái em như thế này. 279.000 mà đầy đủ hai chức năng luôn, vừa thái vừa lọc luôn ạ. Đó, cán là cán cầm chỉ nhá. Khâu cũng là khâu đồng luôn. Đây sẽ có một mặt hoa văn và một mặt bản trơn. Đó thì ở đây thì một bộ 4 món như thế này thì cũng đã đầy đủ chức năng để mình có thể sử dụng trong gia đình rồi. Nếu như mà các anh chị nào mà mình có chặt xương rồi, chặt gà rồi, mình muốn mua riêng, mua lẻ thì mọi người có thể là lấy lẻ cũng được nhá. Vì là bên em có bán lẻ và có bán theo bộ. Cái này thì em kiểu khách hay lấy nhiều thì em xếp ra đây để em lên em giới thiệu cho mọi người thôi. Chứ còn về chất lượng dao nhà em thì như nhau, chỉ khác nhau cái kiểu dáng cũng như là cái kích thước thôi mọi người ạ. Bên em thì có rất là nhiều mẫu dao, mọi người có thể là tham khảo trên trang web của bên em là daophucsen.vn hoặc là htxdaophucsen.com thì có đầy đủ thông tin cũng như là kích thước, giá thành. Đấy thì mọi người có thể là tham khảo ở trên đấy và lựa chọn cho mình những cái mẫu dao mình phù hợp mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Yêu quý em thì hãy cho em xin một nút ấn đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào.